quý thầy đoàn đại diện cho các đoàn thể tôn giáo bạn. Đọc kính thưa ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo quý cấp tăng cựu trung ương tỉnh quận xã và ấp, cùng quý ban giám trị sự đọc giảng đường và tự viện các nơi, cùng quý thầy đoàn. Kính thưa quý cấp chấp hành Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng của Đức Tôn Sư kính mến, kính thưa quý thân hào nhân sĩ, cùng quý bậc cao minh và các bậc cao đời có tổ thầy yêu kính có mặt nơi đây, kính thưa quý tăng ni và đại đức, kính thưa các đồng bào thân mến và toàn thể cô bác anh chị em nam nữ đồng đạo và ban tổ chức, thật là một vinh hạnh lớn lao mà hôm nay ban tổ chức dành cho hội đồng trị sự trung ương chúng tôi trong giờ này xem lại chương trình và thơ mời. Nhận thấy là giờ trách nhiệm của chúng tôi đến đây để đáp lại tấm thầm tình chiếu cố của ban tổ chức và liệt quý vị với cái nhiệm vụ là giải đáp qua mọi lời dạy dỗ của Đức Tôn Sư kính mến để lại. Vì đứng trước cái đạo tình nồng hậu của quý vị, chúng tôi xin thay mặt cho hội đồng trị sự trung ương và các cấp, lời nói trước của chúng tôi là chân thành kính đến liệt quý vị, lời chào mừng kính cẩn và sự biết ơn sâu đậm nhất của chúng tôi. Thưa quý vị, thì trước khi thi hành cái nhiệm vụ hôm nay, quý vị cũng hoan hỷ ít phút cho chúng tôi trình bày qua cái phần nhận xét khi chúng tôi đến tại cái đạp minh hiển này. Thưa toàn thể cô bác anh chị em và ban tổ chức, thật là một điều vinh hạnh hiếm có mà chúng tôi có cảm nghĩ đầu tiên đó. Không ngờ là nơi một cái hí trường như thế này mà biến thành là một đạo tràng khang trang để chúng ta gặp gỡ với nhau, hầu bàn qua và trao đổi cái giáo lý siêu màu của Đức Quỳnh Giáo Chủ để lại. Thưa quý vị, nhớ không lầm thì nơi này là cái tỉnh thành An Giang, mà tỉnh An Giang là một trong 6 tỉnh thánh địa mà chúng tôi thường nói ở các nơi, hoặc giả là đi tới miền Trung chúng tôi cũng nói ở miền Tây đó có 6 tỉnh bao quanh thánh địa, đó là tỉnh thánh địa. Một là tỉnh Châu Đốc, hai là tỉnh An Giang, ba là tỉnh Cần Thơ tức là Phong Vinh, bốn là Vĩnh Long, năm là Sa Đéc, sáu là Kiến Phong. 6 tỉnh bao quanh thánh địa tức là tỉnh thánh địa. Nhưng mà đặc biệt hôm nay chúng tôi trở về cái tỉnh An Giang là một cái tỉnh thánh địa, được quý vị tổ chức nơi cái hiến trường này biến thành là một đạo tràng quý báu ở đây. Cô bác anh chị em từ trong lẫn ngoài không tưởng tượng, không lường đo, không nói làm sao cho hết con số. Như vậy tỏ ra lòng thương thầy cực độ của cô bác anh chị em ở các cấp và toàn thể đồng đạo ở bốn phương. Vì cái giáo lý siêu màu của tổ thầy, khi đức thầy xa vắng chúng ta biết quây quần với nhau, đoàn kết với nhau để mà huân kiềm, để mà hiển bài, tức là tuyên dương cái giáo lý siêu màu của đức thầy lại cho mọi người cùng nghe để thấm nhuần mà tu tỉnh. Vì thật là ngàn năm một thở, nghĩa là từ hồi Đức Thích Ca Mâu Ni ngài trụ thế bên Trung Ấn Độ đến năm nay là 2517 năm chưa có Phật ra đời, rồi hôm nay Đức Phật lâm phàm tại nước Việt Nam, cho nên chúng ta mới có được cái duyên lành hội ngộ với nhau tại cái ngôi hôm nay đạo tràng như thế này. Thưa đại quý vị, ở đây chúng tôi muốn nói đó, trong một cái thời đại nhiễu dương của năm châu là Á Châu, Âu Châu, Phi Châu, Mỹ Châu và Úc Châu, chúng ta đồng thời cũng phải lây chung cái nạn chiến tranh, tức là cái nạn giết chóc nhau giành chiếm cái lợi của tiền, mà Đức Quỳnh Giáo Chủ đã cho biết khắp thế giới binh lương phụ túc quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau, thấy nhân sinh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Đức thầy chúng ta không nỡ ngồi nhìn, ngồi yên bên cõi Tây Phương kia, mà động lòng từ mẫn đức thầy mới lâm phàm năm 1939 đến năm nay là 34 năm. Ngài nhập lòng giáo hóa chúng ta và ngài cho biết rất rõ ràng rằng là cảnh thiên trước thôn tho nằm ngặt, chẳng ở yên còn xuống phàm trần, ấy vì thương trăm họ vạn dân nên chẳng kể trăm thân lao khổ. Quý vị ơi, chúng ta có phước lắm quý vị à, thật là vô cùng hữu hạnh trong một cái môn đen tối này, trong cái thời kỳ cùng cơ tảng pháp của loài người, mà chúng ta may gặp được đức thầy chúng ta là Phật, có được cái giáo lý siêu màu. Cho nên chi năm nay là 34 năm rồi mà lời lẽ vẫn bay luyện từ nước Việt Nam này cho tới năm châu, trên 50 nước đang gửi thơ về tổ đình,
và trung ương giáo hội để mà chinh thỉnh thánh kinh của Đức Quỳnh giáo chủ. Nói làm sao hết? Vì cái giáo lý nhiễm màu này mà hôm nay ban tổ chức, tức là ban trị sự giáo hội Phật giáo Hảo xã Nhân Mỹ, phối hợp với quý xã bỏ hết công ăn việc làm, đổ xô công cửa vào công cuộc trùng tuyên giáo lý hôm nay. Cô bác anh chị em các nơi nghe tin hôm nay có minh giải giáo lý của tổ thầy nơi này, tỏ một tinh thần đoàn kết bất diệt của Phật giáo Hòa Hảo đến tham dự đông đủ như thế này, chúng tôi nói làm sao hết? Cái tinh thần thương thầy lo đạo với các cấp trị sự và tất cả đồng đạo bốn phương. Vậy thì chẳng những thế thôi mà chúng ta không quên ơn của chính quyền ở trong địa phương này, tức là đại tá tỉnh trưởng và các cấp dân quân cán chính đã dành cho chúng ta về cái phần an ninh đặc biệt, cho nên chúng ta mới được gặp gỡ nhau mà trao đổi nơi này. Vậy là chúng tôi chỉ trình bày lên hai phương pháp. Một đó, phương pháp thứ nhất là khi Đức Thầy đi rồi, chúng ta áp dụng triệt để tình thương nhau, để mà đoàn kết chặt chẽ với nhau, hỗ trợ nhau, tương thân tương trợ nhau, để cùng nhau chúng ta hiển bày cái chân lý của tổ thầy mà Đức Thầy có dặn, nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức. Vì thế mà cô bác anh chị em bỏ công ăn việc làm. Thứ nữa đó là chính quyền nhìn thấy cái giáo lý nhiệm màu của Đức Quỳnh giáo chủ, cho nên yểm trợ ăn nơi chúng ta để chúng ta nhắc nhở giáo lý này, hầu đem lại tình thương, đặng mà kiến thiết quốc gia ta sớm đem lại thanh bình. Vì thế mà hôm nay mới có sự đoàn kết giữa tôn giáo và tôn giáo, tức là các tôn giáo bạn đến đây tham dự, và chính quyền đã yểm trợ an ninh của chúng ta, giữa chính quyền và tôn giáo đoàn kết bất khả phân. Như thế thì chúng ta còn lo chi? Nếu được như tỉnh An Giang này thì chắc chắn rằng là nước Việt Nam chúng ta sẽ an lạc, sẽ thái bình. Thì chúng tôi xin tạm dừng cái phần nhận xét nơi đây, để chờ khi hết giờ chúng tôi xin nối tiếp tội mất ngày giờ quý báo của ban tổ chức hôm nay. Nhưng mà trước khi tạm dừng cái phần nhận xét này, chúng tôi xin thay mặt cho hội đồng trị sự trung ương chân thành kính đến liệt quý vị lời tán thán nhiệt liệt của chúng tôi. Mời ông xuống ông đến đây đọc lên lời và ngọc của Đức Thầy kính mến của chúng ta, để bàn xét thử coi công năng tới đâu, tu theo có lợi gì và không tu theo theo có hại chi. Vậy mời ông xuống ông. Kính thưa ông giảng viên, kiêm cố vấn hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, có một số anh em thượng hạ sĩ quan thuộc phần tỉnh An Giang hỏi ông qua hai câu giảng: khí thiêng liêng tông núi nhiễm màu, ung đúc giống anh hùng giang bốn bể. Quý vị này gạch đích sông núi nhiễm màu, anh hùng giang bốn bể, nhờ ông cố vấn giải đáp dùm cho đồng đạo nghe chung chúng tôi thành thật. Cảm ơn ông. Thưa quý vị, bắt cái nhu cầu giao cảm đầu tiên của chúng tôi hôm nay đó là quý anh em ở đằng thượng hạ sĩ quan mà nghe em cứ ngôn là giới thiệu rõ như vậy, thượng sĩ quan và hạ sĩ quan, nhưng mà không biết thượng sĩ quan là ai mà hạ sĩ quan là ai, như vậy cũng còn nạc danh thưa quý vị. Nhưng mà độc đáo có một điều đó, bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên với chúng tôi lại là anh em sĩ quan nêu lên hai câu của tổ thầy trong cái bài Chí Nam Nhi của Đức Thầy phải quý vị. Nhưng mà hỏi hai câu à: khí thiêng liêng sông núi nhiệm màu, ung giống anh hùng giang bốn bể. Nhưng mà bây giờ trước khi thi hành cái nhiệm vụ này đó, rồi quý vị mà sĩ quan đây và tất cả đồng đạo các cấp trị sự thông cảm cho chúng tôi đọc hết cái bài này của Đức Thầy, thì chúng ta sẽ trở lại hai câu, phải quý vị? Thưa liệt quý vị, vậy thì ở đây là bà Chí Nam Nhi, Đức Thầy cho biết rất rõ như thế này nè: Nam Nhi mang chí cả, bao tấm lòng sắt đá, yêu giống nòi dẹp bã dinh quê, lướt đạn bom giữ vững một lời thề, tàn sát hết quân thù xâm lược, tranh độc lập tự do cho nước, cho giống nòi rạng rỡ trước năm châu. Rồi mới đến câu: khi thiêng liêng sông núi nhiễm màu, ung đúc giống anh hùng giang bốn bể, gương sáng ấy soi chung hậu thế, anh em ơi theo dõi gót cùng ta, ra tay quét sạch sang hà, ra tay bồi đắp nước ta hùng cường. Nói sao chưa hết quý vị? Cái bài này đã trao đổi đến một đời chúng ta cũng chưa hết rồi. Nhưng mà thôi, bây giờ biết làm sao hơn. Ở đây nêu lên hai câu của tổ thầy trong bài Chí Nam Nhi mà hỏi chúng tôi, quý vị sẽ sĩ quan này hỏi rằng: khi thiêng liêng sông núi nhiễm màu, mà sông nào núi nào nhiễm màu, rồi ung đúc giống anh hùng giang bốn bể, ai là anh hùng? Thôi bây giờ chúng tôi chia làm hai vế. Thưa liệt quý vị, để bắt cái giao cảm đầu tiên hôm nay đó, xin tất cả các cấp trị sự cũng như tất cả mà thân hào nhân sĩ, các bậc cao minh cao đồ của Đức Thầy ở đây, quý vị cũng quan hỷ theo dõi sự trình bày của chúng tôi mà bổ chính cho những điều chúng tôi còn tối nghĩa, điều đó chúng tôi xin ghi ơn trước nha. Vì thì câu thứ nhất đó, khí thiêng liêng sông núi nhiễm màu. Khí thiêng đây á, là chỉ cho cái hơi quý báu nung đúc được, ung đúc được, đào tạo được,
sông núi là gì? Thưa đẹp quý vị, sông núi là ám chỉ cho núi Thách Sơn của chúng ta, sông Cửu Lâm Giang kia. Tôi nói cho nó mau, đây là về khoa địa lý mà đức thầy chúng ta đã xác nhận rất tin tưởng. Xưa kia đó, ông Lưu Bá Ôn ở bên Tàu nè, ông Khổng Minh ở bên Tàu đã giỏi về khoa địa lý, nhưng mà không bằng ông Trạng Trình Nguyễn Minh Khiêm lại còn giỏi hơn. Cho nên xác nhận về khoa địa lý đó, ông Trạng Trình cho biết đấy ông, Bửu Sơn Thiên Tử xuất, bất chiếm tự nhiên thành, hay là Bửu Giang Thiên Tử xuất, bất chiếm tự nhiên thành. Rồi nói thầy chúng ta là ông Trạng trở lại cho chúng ta biết là khi thiên liêng sông núi nhiễm màu. Bây giờ cho chúng tôi trao đổi như cái gì? Núi nào mà quý báu, mà sông nào quý báu? Rõ ràng bây giờ lỡ nói tôi nói luôn nè, núi này là Thách Sơn đó quý vị à. Đức thầy chúng ta cho biết rõ đó nha, trên năm non rồng bụng tốt tươi, miền bãi núi mà sao bao quý. Mèn ơi quý lắm cô bác anh chị em ơi, sao đó có miền bãi núi quý lắm. Mà lỡ nói bãi núi tại tỉnh An Giang hôm nay, tại cái rạp hát Minh Hiển này đó, phải lỡ nói luôn bãi núi là núi nào, mà năm non là năm nào, phải không quý vị? Đó mình trao đổi với dở lẽ chứ. Bữa nay bà có chức tốn kém công của nhiều lắm, nhất là ông Dương Minh Quang là ở đây là đơn vị mà tỉnh An Giang này, là ông là hạ viện đơn vị tỉnh An Giang, mà có hai ông hạ viện bữa nay chứ, hạ viện Kiến Phong và hạ viện ở tỉnh An Giang đó, mà là đứng ra tổ chức là điều này. Chúng tôi phải tận dụng khả năng của chúng tôi đầu hầu đáp lại cho ban tổ chức chứ. Thì bây giờ quý vị cho phép nha. Vậy thì Thách Sơn đó, tức là bãi núi đó, mà đức thầy cho biết đó, trên năm non rồng phụng tốt tươi, năm non là non nào, với non nào bãi núi thì núi nào? Bây giờ trao đổi bãi núi trước đi. Bãi núi đó không, một là Liên Hoa Sơn tức là núi tượng đó, hai là Thủy Đài Sơn tức là núi nước đó, ba là Anh Vũ Sơn tức là núi ông Két đó quý vị, bốn đó là Ngũ Hồ Sơn tức là núi dài ngang núi ông Két tức là núi dài năm giếng đó. Phật thầy đặt là Ngũ Hồ Sơn, đây là Phật thầy đặt nha. Ngó xuống hướng tây chúng ta thấy có cái núi mà mây bao tư mùa tám tiếp, có mây hoài ở trên núi đó đó, là Phật thầy đặt là Thiên Cẩm Sơn tức là núi gấm trời, đó là núi ông đó quý vị. Sau lưng Thiên Cẩm Sơn đó có cái núi dài nằm dài đó, Phật thầy đặt đó là Ngọa Lâm Sơn tức là con rồng nằm. Ngó xuống hướng nam đó có cái núi giống của chim Phượng Hoàng, Phật thầy đặt là Phượng Hoàng Sơn, đó là núi ông Tô. Vậy thì bãi núi đó đọc lại cho nó kỹ đi em, là Liên Hoa Sơn, Thủy Đài Sơn, Anh Vũ Sơn, Ngũ Hồ Sơn, Thiên Cẩm Sơn, Ngọa Lâm Sơn và Phượng Hoàng Sơn, đó là bãi núi đó quý vị. Mà thầy cho biết trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bãi núi mà sao báo quý. Bây giờ nói bãi núi rồi trở lại năm non nữa mới được. Năm non, non nào quý vị? Thôi nói lỡ nói luôn này, năm non này là ở trên núi ông không à, tức là ở trên núi Thiên Cẩm Sơn á, có năm cái dồ. Phật thầy đặt năm cái dồ đó là Ngũ Hồ Sơn đó. À là năm non chứ quên chứ, năm non. Vậy thì non thứ nhất đó là cái dồ đầu đó cô bác anh chị em, cái dồ đầu đó Phật thầy đặt là cái non thứ nhất đó. Thứ nhì là dồ Bồ Hâm, thứ ba là dồ Ông Bướm, thứ tư là dồ Cây Quế, thứ năm là dồ Thiên Tế. Trên cái núi ông có năm dồ đó gọi là năm non. Mà đức thầy cho biết cái đoạn khác nè, rừng lâm cây đá thấy ngày nay, mà ruột năm non có cát đài. Ở trong ruột nó có đài cát ở trong, thấy không? Chờ đợi con lành noi tục cỏ, đến thời thượng cổ điểu hòa mai. Thôi nó rõ làm sao quý vị ơi. Vậy thả đây, khí thiên liêng xanh núi nhiễm màu, núi thì nhiễm màu như thế đó đó, là có Thách Sơn, rồi có năm non, cho nên mình mới có được là tạo được một cái vị anh hùng mà giang bốn bể. Thôi bây giờ cho chúng tôi thêm chút nữa cho tới sông đi chứ, nói núi không không được, phải không quý vị? Sông là sông nào đây? Rõ là con sông Cửu Long Giang của mình đó, phải không quý vị? Con sông này đấy không, nó chạy từ ở bên Ấn Độ China, tức là ở bên núi Himalaya Sơn, nó chạy qua tới cái biển Đại Thành chúng ta đó, nó mới ra tới biển được. Chiều dài của nó là 4,200 km, phải không quý vị? Nhưng mà nếu nói cái con sông này nó dài như vậy và nó quý báu đó, mà không nói cái núi này nó xuất xứ nơi nào cũng thiếu nữa. Đêm nay chúng tôi cái núi đó đó đệ nhất thế giới, không có núi nào cao bằng hết quý vị. Cái chiều cao của nó đó là 8,840 feet, cái chót núi ngàn năm không có ai đi được hết trơn, không ai tới. Rừng Khổ Lâm Hạnh ngàn năm không ai vô, đặc biệt có một mình Sĩ Đạt Ta đó là Phật Thích Ca Mâu Ni, cho ngài vô tại rừng Khổ Lâm Hạnh định lên chết trên chốt núi Hiêm A Lập Sơn, ngài đi tầm đạo 5 năm như vậy đó. Cho nên cái núi đó quý lắm quý vị à. Rồi sau ngài đến tại Rạch Ni Liên Thiền tại núi tuyết gần cây Hiêm A Lập Sơn, ngài đắc đạo nơi đó. Cho nên nhờ cái núi Đinh Thiên bên kia trời, tức là ở bên mà Ấn Độ tức là Tây Tạng đó, nó cửa gân mạch qua tới Miến Điện, rồi tới Thái Lan, tới Cao Miên, rồi tới Ai Lao, tới Việt Nam chúng ta. Cho nên chúng ta mới có được một vùng núi hiên ngang hùng vĩ là Thách Sơn, là nhờ cái núi Linh ở bên kia kìa, là núi Hiên Ma Lập Sơn của Phật Tổ đó. Thôi bây giờ tới sông đi. Sông đó là con sông Cửu Long Giang này, cái đầu đó cũng ở tại Hiên Ma Lập Sơn. Nó chảy cái chiều dài là 4,200 km, ngàn năm nước không có cạn cái gì à.
cho nên mới sanh Long Nguyệt. Nó tụ lượng Long Nguyệt là 12 huyệt lung đỉnh. Nói ở đây không có hết. Vì dân tóm gọn không phải thuyết trình mà chi tiết. Giờ khác chúng tôi thuyết trình đó, gặp cái buổi khác chúng tôi chi tiết 12 huyệt này cho thấy rõ, do con sông cửa Long Giang mà có 12 huyệt. Long Đảnh nó có cái huyệt trung ương, địa huyền huyệt nữa. Thôi bây giờ cho chúng tôi trở lại. Xin thưa liệt quý vị trong sách cho biết đó nha. Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh. Núi không cần cao lắm, mà có tiền trên núi đó là núi đó có tiếng à. Nước Việt Nam chúng ta không cần lớn lắm. Nước Việt Nam chúng ta đâu có lớn. Hồi đó non 19 triệu, bây giờ là non 40 triệu chứ. Nếu nhỏ hơn qua Tàu bây giờ 700 triệu. Cũng bằng có lẽ người ta, thấy không? Nhưng mà có ông Phật thì Việt Nam ta có tiếng vậy nè. Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh. Núi không cần cao có tiên là núi đó danh tiếng rồi. Nước Việt Nam có ông Phật thì nước có danh tiếng. Hồi nãy tôi đã nói rằng năm châu gửi thơ về xin thỉnh canh thánh kinh của tổ thầy đó, trên 50 nước. Nói làm sao cho hết cái gì. Rồi tới bây giờ tới tới thăm nghe không, là trong sách cho biết là thủy bất tại thâm, hữu lâm tắc linh. Nước không cần sâu lắm, mà nước nào có rầm mà nước có linh thiêng. Cho nên vì thế mà ở trên là có Bách Sơn là con số 7, ở dưới là có Cửu Lâm là số 9, số 7 là số dương, số 9 là số âm. Cho nên âm dương phối hợp với địa linh với thanh nhân kiệt thôi. Gì thôi, nó sâu làm sao, nó sắc làm sao. Đức thầy cho biết là khí thiêng liêng xanh núi nhiệm màu, cho nên ung đúc giống anh hùng giang bốn biển. Vì thế mà hôm nay thầy chúng ta ra đời tại nước Việt Nam này, tại Hòa Hảo, 6 tỉnh bao quanh đây là 6 tỉnh ở vùng Sách Sơn, mới có được đức thầy chúng ta là địa linh sanh nhân kiệt đó quý vị à. Tiếng tâm của đức thầy chúng ta hiện nay trên năm châu đó là đều có biết hết à. Họ gửi thơ và họ đề như thế này nè: kính thưa quý giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, nhờ quý vị cho chúng tôi xin thỉnh thánh kinh của Đức Quỳnh giáo chủ. Ngài là một giáo chủ siêu phàm, là một cách mạng gia xuất chúng. Bây giờ nói sao cho hết, mình sung sướng lắm nha. Mình ở trong tỉnh An Giang này và tỉnh mà nói sáu tỉnh nó Kiến Phong rồi Sa Đéc, Vĩnh Long, Cần Thơ, rồi tới An Giang, tới Châu Đốc, là chúng ta có phước bao lớn lắm đâu quý vị. Gặp Phật ra đời mình sanh nhầm cái tỉnh thánh địa nữa, nó quý biết bao nhiêu. Hồi đó anh ta muốn tu, người ta qua bên Ấn Độ, người ta thỉnh kinh của Ấn Độ, người ta tu chích là thỉnh kinh của Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Còn bây giờ thỉnh kinh của Đức Quỳnh giáo chủ đây thì mình mới sung sướng ghê, rằng là mình là tín đồ ông Phật ở trong nước Việt Nam. Mẹ ơi, nó còn gì mà sung sướng cho bằng nha quý vị. Nhưng mà có một điều đó, ai mà có tu theo mới sướng, mới sung sướng nha. Còn không tu khổ lắm mà. Thầy cho biết nè, không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng toại thai. Hay là ai mà ta giải chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu thương. Thôi thì xin dừng ở đây đi. Hai câu: khi thiên liêng sông núi nhiễm màu, ung đúc giống anh hùng giang bóng bể. Anh hùng là đức thầy chúng ta đó mà. Thưa mình liệt quý vị, đáng lý chúng tôi phải trình bày cho nó dở lẽ, nhưng mà không được, xin tạm dừng ở đây đi. Chỉ gom gọn cô đậm nó lại rồi đến câu khác, mời ông xuống không. Nếu không trao đổi thêm cái vị giám chủ, tức là vị sĩ quan hỏi đây đó, thì xin cho qua câu hỏi khác, và cũng như tất cả cô bác ở đây không trao đổi thêm. Kính thưa ông cố vấn, có một đồng đạo ở tại chợ Long Xuyên, xin hỏi ông một bài: cường khấu xâm lăng kỷ thập niên, vị tri đại đức giáng hà tiên, hy vi ngũ quý chim an tại, thái thượng tam dương cổ bất quyền, độc nhãn sa đà tầng bắc địa, liên mi chân mạng ẩn nam thiên, hồng ngư chích dị đương chim nhật, dẫn lãnh minh lương tứ tổ tiên. Và đức thầy đáp quả, nhờ ông giải dùm cho đồng đạo nghe chung thành thật, cảm ơn ông. Thưa quý vị, cái nhiệm cầu giao cảm đầu tiên thì quý vị chỉ quan mà hỏi lên cái sự địa lý, về cái khoa địa lý của đất nước mà xưa kia ông Cạn và Lưu Bá Ôn như ông Khổng Minh đã tuyên đoán trước nước Việt Nam chúng ta nó có những gì, những gì. Rồi bây giờ kế tiếp lại được đồng đạo nêu lên bài thơ 8 câu của ông Chính Diệm nữa chứ. Mà thơ này là thơ chữ Hán của vị ơi. Đọc đáo là khi trở lại cái tỉnh An Giang là quý vị thăm dò cực điểm đó. Vì nghe nói đâu là tôi cùng là cô Nguyễn Thị Kim Tiết nè, Nguyễn Văn Tiễn nè, Lê Văn Sáu Tự Chí Thiện nè, Nguyễn Văn Bửu nè, Lý Thị Hòa, Nguyễn Thị Lường nè, Lê Thị Đồng nè, cùng đi khắp nơi hết đi truyền bá giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Lâu lâu mời về rồi bắt thuyết trình nghi vấn thử coi ra làm sao. Nhưng mà qua cái đề tài số 2 là hỏi chữ Hán. Nghe đồn nói rằng là chúng tôi ra ngoài Trung đó, ở ngoài đó 80 tuổi còn học Hán, để mà ứng đối với các nhà nho ngoài đó và về đây thăm dò khả năng của chúng tôi bài thơ công chính diện. Thôi bây giờ biết mà không nói không biết là có tội giọng ngữ. Cái nào biết nó biết, cái nào không biết nó không biết. Và bài thơ này chúng tôi có trao đổi một đôi nơi. Để về trở về cái tỉnh An Giang hôm nay, tại tỉnh Lỵ, nơi một cái đạo tràng khang trang bữa nay là hí trường mà biến thành đạo tràng đây đó. Quý vị quan hỷ theo dõi sự trình bày của chúng tôi về chữ Hán công chính diện và chữ Hán đức thầy.
Nếu có sai khiển còn tới nghĩa, mong quý vị bổ chính cho nha quý vị. Em tôi đi ra ngoài kia đâu, tôi trao đổi với người ta chứ. Mình trở về quê nhà của mình, ở đây là tỉnh nhà mà, tập tỉnh cho nhau phải không cô bác anh chị em? Vậy thì thôi bây giờ cho chúng tôi xuất xứ đi. Bài thơ này là của ông Chính Diệm, tôi hiểu là Nguyễn Kỳ Chanh. Ông này là học trò của ông Tú Tài Phường ở trên Phú Thuận đó quý vị. Nói là học trò cái thật sự là tới lui để mà trao đổi vậy thôi, chứ chưa phải là học trò tuyệt đối của ông Tú Tài Phường. Nhưng mà tới lui với ông Tú Tài Phường là không phải tầm thường đâu. Ông này giỏi lắm, vì chữ Hán giỏi, bữa nay chắc có con cháu cộng ở đây, tức là có miêu vệ của ông coi ở đây rồi. Giờ tôi trình bày ra có sai quý vị chỉnh dùng nha. Vì là bài thơ này của ông mà không phải một bài đâu, hai bài lắm. Ông mù hai mắt đó chăng à, cho tôi xuất xứ cho rõ đi. Một hôm đó nghe thầy ra đời cho Hòa Hảo năm 1939 đó, nói rằng đức thầy là ông Phật, trị bệnh chi cũng hết, và ai hỏi cái chi thầy cũng biết. Ông có lên xin thuốc mù mắt đó mà đức thầy không có cho, làm thôi nôn với thầy. Rồi ông trở về Định Yên đó, Định Yên là cái quận Lấp Vò của tỉnh Sa Đéc, là cái chỗ ở của ông. Ông trở về ông soạn ra hai bài thơ chữ Hán, nhưng mà ông soạn không biết bao nhiêu ngày, ông bỏ sẵn trong túi ông đó. Một hôm nó có một đồng đạo tới mép dâm như thế này nè, nói ông Chính ơi, ở trên Hòa Hảo đó có ông Phật ông ra đời trở, sao ông không lên để mà ông thăm dò khả năng của ông coi ra làm sao, chứ trong xã này không có ai mà đối thủ với ông nổi hết trơn á. Ông Chính Diệm nó khoát tay mà nói như thế này, nó thôi bà con à, bà con đừng nói cái đó với tôi, cho tôi không lên Hòa Hảo nữa thì thôi, mà tôi lên tới Hòa Hảo là tôi ăn đứt ông thầy Tư. Cái ông đồng đạo này ông hơi buồn, ông nói thưa ông Chính, tôi đáng con cháu của ông, ông muốn cái gì cho ông lên Hòa Hảo ông so bì với thầy tôi, chứ tôi nói thiệt trong hồi nãy tôi giấu, cho bây giờ tôi nói thiệt, tôi là tín đồ thầy tôi rồi, ông có muốn gì cho ông lên trở ông so bì, nhưng xin ông đừng nói thầy Tư này thầy Tư nọ, tội nghiệp tôi nhau Chính, vì thầy của tôi nhau Chính. Ông Chính Diệm ông nói tiếp nè, tôi nói cho bà con biết mà tôi nói thiệt không phải nói chơi đâu, tôi lên trở mà tôi không ăn ổng nữa nha, tôi về tôi đi, tôi không có thèm đi xe, tôi đi bộ đó, tôi nói thiệt à, tôi lên là ăn à. Tại sao ông chắc quá vậy quý vị? Bởi vì thấy thầy ra đời thầy đâu có học nho, học ở Tân Châu ở trường tiểu học và thi tới certificate rồi trở về chứ gì, học nho hồi nào đâu mà ông làm bài thơ chữ nho, ông rút điểm tích thì chắc gì mà làm gì không ăn thầy chứ, cho nên ông chắc lắm. Cái ông đồng đạo này mới nói nè, ông Chính ơi, bây giờ tôi bao tiền xe ông đi lên trển nha ông Chính, nhưng mà ông có thua về ông đi bộ nha ông Chính, ông ráng nhớ lời nha. Ông Chính Diện bằng lòng liền rồi quý vị, thôi cái chuyến đi này lý thú giờ nói cho nó mau gom gọn lại, bây giờ bắt đầu đi. Nhưng mà chuyến đi này đó bà con đi theo đông lắm, bởi vì nhiều người có tánh hiếu kỳ đó, muốn thấy cái chuyện lạ, đi lên coi coi ông Chính với đức thầy có ra sao. Đi lên tới Hòa Hảo có thất vọng quý vị à, ủa tại sao vậy? Là vì hỏi thăm ra đức thầy không có ở nhà, nghe nói thầy đi qua bên Mỹ Hội viếng đàn Mỹ Hội đông rồi. Ông Chính đòi đòi về, ông Chính nói có được là tôi không có ở đây chờ ổng đâu. Ông kêu trọng trọng với ông, tôi không có ở chờ ổng, đi về không ở đây đâu. Cái ông bao tiền xe này mới nói không có được ông Chính à, lâu lâu mình mới lên một lần. Mà thôi bây giờ tôi đề nghị với ông, tôi bao ông đi qua luôn Mỹ Hội để gặp thầy đúng không? Ông Chính ờ được à, cái đó thì tôi đi, tôi ở đây mà chờ ổng mà tôi không chờ. Lúc đó đó đò còn chèo tay, cái ông này nó xuống bao đò cho ông Chính qua Mỹ Hội, thì phái đoàn cũng theo tự túc bao đò đi theo. Bây giờ nói mau qua tới Mỹ Hội đông rồi đó, đò cập bến rồi đó, phái đoàn trả tiền đò đi lên. Đức thầy từ ở trong nhà đồng đạo bước ra vịnh lan can cửa, thầy ngó phái đoàn thầy nói, tôi cảm ơn bà con ở Định Yên đến thăm tôi đông quá ha. Tội nghiệp cho bà con ở trong cái phái đoàn này, người ta sợ hết sức sợ rồi. Thầy nói ủa, mình ở dưới Định Yên mới lên lần thứ nhất mà tại sao thầy ai nét với thầy mà thầy biết mình ở dưới Định Yên lên thăm thầy? Không ngờ thầy chúng ta là ông Phật của gì à, cặp mắt thăm dòm xem tứ hải thương hồng trần mượn sắc tay xanh, thầy là Phật mà thầy thấy bốn biển chứ đừng có nói chi Định Yên lên đó mà thầy không thấy, phải không? Cũng như bữa nay mình gặp nhau đây đó, thầy thấy hết trơn à, thầy biết hết trọi à, phải không quý vị? Nhưng mà tập đó có một điều đó nha, thầy ngó qua phía ông Chính đó, thầy nói ông Chính ơi, ở trong phái đoàn đây không có ông Chính nữa phải không ông Chính? Tôi nghe người ta mép cho tôi rằng ông có hai bài thơ chữ Hán hay lắm phải không ông Chính? Đây tôi nãy giờ đang viết hai bài thơ này nè, ông vô kính lễ tam bảo đi được tôi cho ông hai bài thơ này, ông ra ngoài ông mượn người ta đọc thử coi hay dở thể nào, rồi ông vô ông cho tôi hay nha ông Chính. Tội nghiệp ông Chính, ông vô ông kính lễ tam bảo rồi đó, ông cầm bài thơ ra ông mượn người thân của ông đi theo ra đọc, đọc cho ông nghe hai bài thơ rồi đó. Thưa liệt quý vị, ông biết ông nghe làm sao? Ông mượn người dắt đó, dắt vô tới chỗ đức thầy đưa ngồi thiết pháp đó, ông quỳ xuống dưới chân đức thầy, rồi ông lại tam thiên trong mạng quý vị, lại tưới hột dền nha. Thầy thấy vậy thầy lấy tay thầy đỡ lên, thầy nói ông Chính à, cái xác của ông đó, cô bác cái xác của tôi, ông đừng có lại xác tôi mà mang tội, lại lại ngôi tam bảo đi. Lúc đó ông Chính dường như cái máy mà bị thầy nhận nút như quý vị, ông Chính lại lại ngôi tam bảo bốn lại. Cái ông mà bao tiền này nó nóng lòng, ông lại ông cào cào ông Chính, ủa làm gì kia, làm gì mà chưa thi bài chưa nói năng gì kia mà lại được cái gì kia đó.
ông Chính ông khoát tay em nói bà con ơi đừng có hỏi, để về dưới Đình Yên tôi nói cho nghe, mình đã gặp ông Phật rồi. Thôi đóng ngoặc nơi đây đi, trở lại bài thơ cho nãy giờ xuất xứ dài dòng quá mất hết giờ của ban tổ chức đi. Nhưng mà phải có cái xuất xứ đó cho nó rõ chứ, khi không trao đổi bài thơ làm sao có đầu có đuôi được. Vậy thì bây giờ trở lại bài thơ của ông Chính trước, chúng tôi sẽ đọc nguyên văn lên rồi tìm hỏi lại ý nghĩa với nhau coi ra làm sao, rồi mới trở lại bài thơ của thầy. Không xem chữ nào mà Đức Thầy trả lời ông Chính mới lại. Bây giờ cho chúng tôi đọc lại nguyên văn. Tường khấu xâm lăng kỷ thập niên, vị tri đại đức giáng hà tiên, thi di ngũ quý kim an tại, thái thượng tam dương cổ bất kiệt, độc nhãn xa đà tàn bắc địa, liên mi chơn mạng ẩn nam thiên, thầm ngư thích dĩ đương kim nhật, dẫn lãnh minh lương chứ tổ tiên. Đây là tám câu thơ của ông Chính Diệm. Cho chúng tôi trở lại trao đổi cái nghĩa lý một phần nào, rồi mới trở lại bài thơ của Đức Thầy. Tại đều lên đây rủi có hết giờ rồi, ban tổ chức cũng ráng chịu nha. Bây giờ thơ chữ Hán nó đọc đau lắm, một câu là thiết hai tiếng đồng hồ chưa hết nữa. Nhưng mà tám câu thơ của ông Chính và tám câu thơ của thầy là 16 câu thơ chữ Hán. Thì sáng đêm nữa quý vị à, cố gắng mà cô động lắm mới được nha. Bây giờ câu thứ nhất đó, tường khấu xâm lăng kỷ thập niên. Tường khấu là gì? Tường khấu là ăn cướp, xâm lăng là giật nước của người ta. Bốn chữ này đó, Đức Thầy nhìn thấy, thấy ông Chính Diệm hỏi thầy là tại sao cái đám Pháp kia nó vô trong nước Việt Nam nó giật nước kỷ thập niên là mấy chục năm rồi. Ông Chính Diệm hỏi kéo cả ngẫm hỏi thầy đó, tại sao mà ông không lo cứu nước cứu nồi mà để đi dạy người ta ăn chay niệm Phật hoài? Cái tụi ăn cướp nước nó giật nước rồi mấy chục năm nay ông không lo? Phải cái đó cách kéo cả ngẫm đó quý vị. Là vì thấy thầy đó ra đời dạy đạo Phật, niệm Phật làm lành lắm dữ, dạy từ bi bác ái. Ông hỏi cách mạng thử coi tại sao mà nước mất nhà tan mà thầy không lo. Bây giờ tới nữa, vị tri đại đức giáng hà tiên, chứ vị là chưa, chứ tri là biết. Ông Chính Diệm nói rằng tôi chưa biết ông đại đức tên gì, sao ông không nói tên? Giáng lâm trần này tiên tri ông không nói nữa, rồi ai biết ông đại đức gì mà theo, ai biết ông tiên gì mà họ quy theo tu chứ. Xe câu thứ nhì đó, tức là câu thừa đó, hết câu phá tới câu thừa. Ông Chính hỏi đọc đâu, tại sao ông ra đời ông dạy người ta mà không xưng tên gì chứ, cứ dạy xuống vậy hoài làm sao ai biết ông gì theo? Rồi tới nữa, thi di ngũ quý kim an tại. Ông rút điểm tích xưa nay bởi chắc ăn thầy lắm. Hi di là gì quý vị? Hi di tức là hi di chiến sanh, tức là ông Trần Đoàn ở bên Tàu đó, ở cái đời ngũ quý. Ông nói hi di ngũ quý, ngũ quý tức là ngũ đại đó. Năm đời ở bên đó là hậu Lương, hậu Đường, hậu Tấn, hậu Châu, hậu Hán. Năm đời này đó bên Tàu kiệm Tấm Phi Long cho là đời ngũ quý. Có ông Trần Đoàn, ông đó là ông tiên. Ba chữ sau ông viết là Kim An Tại, chứ Kim là hiện nay, An Tại là ở đâu, có phải là ông hay không? Ý ông Chính Diệm hỏi thầy có phải ông đây là Trần Hy Di tiên sanh trở lại hay không? Rồi tới nữa, Thái Thượng Tam Dương Cổ Bất Kiệt. Ông Thái Thượng Lão Quân với ông Thông Thiên Giáo Chủ với ông Nguyên Thủy Thiên Tôn đó, ba ông này đó học do Hồng Quân Lão Tổ ở cái đời Tam Dương, tức là cái đời nhà Châu ở bên Tàu đó quý vị à. Đời Tam Dương ở bên Tàu là Võ Dương, Thành Thang Dương, Châu Văn Dương, ba cái đời này gọi là Tam Dương. Mà trong ba đời này giữa cái đời Châu đó, trước cái đời Châu tức là đời Châu Văn Dương đã có ông Thái Thượng Lão Quân rồi. Ba ông này học cho Hồng Quân Lão Tổ của bác xem chuyện không thành còn nhớ rõ mà. Nhưng mà đi xuống dạy học trò lại chia làm hai, ai nghĩ coi một bên kiệt rồi bên khiển, mà có một thầy là ông Hồng Quân Lão Tổ à. Mà rồi ba ông trò xuống dạy học trò chia làm hai ra, mà chia làm hai ra rồi đánh chết biết bao nhiêu quý vị ơi, xem không thành quý vị coi đó nha, hết sức là chết rồi không có tưởng tượng được. Mà thầy cho biết rất rõ nha, miễn cho được ngày hai con tẻ buổi bằng hàng đặng có tu thanh, nhờ ơn trời ban bố đức anh xem chung cuộc không thành tại thế. Đây là không thành đó nha, nó giống cái không thành nha. Học có một thầy rồi chia nhau giết nhau à, một bên thì kẹt bên thì xiển. Cô bác anh chị em còn nhớ bên xiển là gì? Bên xiển là bên ông Thái Thượng Lão Quân với Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn bên kẹt là bên ông Thông Thiên Giáo Chủ. Mà bên Thông Thiên Giáo Chủ thì tha hồ với tín đồ nhậu nhẹt nha. Rồi ở bên ông mà là Thái Thượng Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn thì cấm nhặt là phải trường tra giới sát, nhưng mà đều hai bên đều có làm cái phẩm sự cứu nước hết trơn. Như thế bây giờ xin trở lại, ông Chính Diệm hỏi thầy Thái Thượng Tam Dương Cổ Bất Kiền, ba chữ sau đó là người ta không có dạy, mà tại sao là cổ bất kiền? Chứ cổ là xưa, bất kiền là chẳng dạy, chữ bất là chẳng, chứ kiền là dạy. Nó không có dạy mà ông học với ai, ông xuống dạy đời chứ, hỏi đọc đau cái gì à? Tại sao vậy? Là vì sao qua cái cảnh giảng tiên rồi đấy, ông Thiên Thông Thiên Giáo Chủ ông thua, ông chạy về trên núi ông ngồi dưới gốc cây. Ông Hồng Quân Lo Tổ bước tới ông hỏi làm gì ngồi đây ạ? Ông Thông Thiên Giáo Chủ quỳ xuống nói dạ thưa thầy, hai ông anh của tôi đang hiếp tôi quá, ỷ người đông học trò nhiều, rồi qua diện ở bên Tây Phương á, rồi tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề qua tiếp làm cho tôi thua nhiều cạnh, bây giờ tín đồ tôi chết nhiều lắm thầy ơi,
thì tôi nhất định tôi trở lại tôi lập cái trận địa thủy quả phong để tôi giết hết hai anh tôi. Ông Hồng Quân đã tỏ đi đâu được, đây là một thầy với nhau như con một cha mà bây giết nhau sao được. Bây nghe lời tao nè, trở về Lưu Bồng. Ông mới dắt ông Thanh Thiên giáo chủ trở về Lưu Bồng. Thưa đại quý vị, đây là chuyện Phong Thành, chắc quý vị biết rõ nhưng bổn phận chúng tôi phải nhắc lại đại để mà thôi. Về tới Lưu Bồng rồi đó thì hai ông kia cũng quỳ luôn nè, ông Thái Thượng Lão Quân cho nguyên ông mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng quỳ luôn. Hồng Quân Lão Tổ mới đưa ra ba viên thuốc nè, uống vô đi. Tại sao bây là học có một thầy với nhau là con một cha mà để giết với nhau quá, dạy học trò ra anh chi mà để giết với nhau dữ vậy. Rồi ông cho uống thuốc rồi ba ông uống vô rồi đó, ông mới đọc lên bốn câu thơ. Bây giờ quý vị cho chúng tôi đọc lên nha, bốn câu thơ này của ông Hồng Quân Lão Tổ. Bốn câu thơ nguyên văn như thế này nè: bởi vì ba gã muốn đua tranh, lỗi đạo làm em lỗi đạo anh. Thiệt là rõ ràng là em cũng lỗi mà anh cũng lỗi, lỗi tất cả. Bây giờ cũng vậy quý vị nè, anh em những lỗi giáo bị danh lợi lỗi nhau hết trơn à nha. Lỗi đạo làm em lỗi đạo anh, từ ấy còn mong lòng cự địch, thuốc linh khắc phạt mạng tan tành. Nghĩa là ba ngươi mà còn cự địch với nhau đi nghe, thuốc này nữa nó giết mày chết ta. Ông chính vị mới đem cái điển này ra hỏi thầy Thái Thượng Tam Dương Cổ Bất Kiền. Hồi đời ông Thái Thượng ở đời Tam Dương ở bên Tàu đó, ông uống thuốc rồi, ông không có dạy học trò nữa, anh học với ai mở ra ông dạy đời. Bởi vì gì thấy độc đâu, bởi chắc ăn lắm mà, chắc ăn lắm thầy. Nó hỏi là chắc ăn nè, nhưng mà chưa đâu, để lát nữa rồi quý vị thấy có ăn hay thua. Giờ tới nữa, đạo không phải ăn thua mà được tại ông chắc ăn. Tới nữa đi, tới nữa là tới cái cặp luận của ông đó, đọc nhãn xa đà tàn bắc địa. Đọc nhãn là gì? Là đọc nhãn lông của quý vị à, là rầm một mắt. Nó giải nghĩa cho nó rõ ra như vậy đó, là rầm một mắt. Mà đời nào cũng ở bên Tàu đời nhà Đường. Cô bác còn nhớ ông Lý Khắc Dụng là cha nuôi của Lý Tùng Hiếu đó, có một con mắt à. Mà thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý, trung quán dân sự, trọn đời ông không thua trận nào hết, trăm trận trăm hơn đó. Cho nên nghe là cái ông chính diện mà hỏi thầy coi thầy có phải là Lý Khắc Dụng hay không. Và lại nữa còn hơn nữa nha, sau này đó bên Tàu người ta khen ông Cạn Trình đó là rầm một mắt nữa. Giờ ông Cạn Trình có cái bộ thép thần kinh đó, biết hết quá thứ vị lai. Cho nên ám chỉ là đọc nhãn lông. Ông chính diện mà hỏi thầy vậy thì đọc nhãn xa đà. Xa đà là gì? Xa đà là cái xứ ở của ông Lý Khắc Dụng. Tàn bắc địa, chứ tàn là cách dấu bắc địa, là đất ngoài Bắc Kinh kia. Hồi xưa ông Lý Khắc Dụng ở ngoài đó, bây giờ có phải ông đây hay không? Thưa quý vị, giờ tới nữa là cái câu liên mi trơn mạng ảnh nam thiên. Liên mi là gì? Chứ liên là liền, mi là chứ mài liền là ai? Xem lại chuyện Tấm Phi Long là chuyện phương dẫn của gì à? Chứ mài liền do mà đều nhỏ bí, trơn mạng đế vương, dựng cơ nghiệp nhà Tấm 22 đời. Còn chứ mài liền của Quỳnh Sào bị Lý Trường Hiếu giết đấy không? Là bị hai ngón tay lớn quá xuống cướp cho nên mới chết sớm. Còn liên mi của ông Triệu Phương Dẫn đó là chân mạng đế vương. Vậy thì ông chính diện hỏi thầy, liên mi chân mạng ảnh nam thiên, ảnh nam thiên đó, có phải ông là Triệu Phương Dẫn ảnh về trời nam đây nữa, ông làm vua phải không? Tôi đọc đó. Và tới nữa, tới câu chuyện câu kết câu chính này. Câu chuyện đó, thành ngư xích dĩ đương kim nhật. Thành ngư là gì? Thành ngư là con cá thành đuôi đỏ có gì à? Rõ là quý vị đã biết rõ trong kinh thi có một đoạn mà kinh thi có cho biết rất rõ là thầm ngư là cái cá thầm, xích dĩ là đuôi đỏ. Ông chính mới đem ra mà hỏi, cho nên ông mới nói là thầm ngư xích dĩ đương kim nhật, ba chữ sau đó, chứ kim là ngày nay, nghĩa là nhật là ngày, chứ kim là hiện nay. Ngày nay đều thấy con cá đuôi đỏ tức là trời tâm sắc, tại sao ông không lo? Cứ dạy người ta ăn chay như Phật rồi để cho nước mắt nhà tan. Nhưng mà rồi tới câu kết của ông đó còn đọc hơn nữa là dẫn lãnh minh mương chứ tổ tiên. Cha ra từ chữ đó, chữ dẫn là gì? Chữ dẫn là đem đến, chữ lãnh là thuốc thông, chữ minh là minh quân, chữ đứng là nước tướng. Bốn chữ này đó ông chính hỏi thầy, tại sao ông nói trong giáo lý của ông đó, ông hứa rằng sẽ đem đến cái nước Việt Nam có minh quân, có lương tướng, mà tại sao trong tay của ông nó có roi đá thần tiên? Tổ tiên ba chữ sau nó có roi đá thần tiên mà ông không đánh ra. Mà roi đá thần tiên của ai? Của ông Khương Thượng. Ông Khương Thượng có cái roi đá thần tiên cái Phong Thành được, chứ mà thầy có roi đá thần tiên trong tay tại sao không đánh? Đó là tám câu thơ của mình. Chà, thật là chúng tôi cố gắng xóm gọn lắm đó cô bác anh chị em ơi. Nhưng mà rồi đây là tới của Đức Thầy chắc quá giờ quá. Nhưng mà rủi có quá giờ thì cô bác anh chị em trong ban tổ chức bữa nay đó cũng xin quan hỷ chúng tôi và tất cả các phái đàn cũng quan hỷ. Tại vì gặp thơ chữ Hán của ông Chính và của Đức Thầy buộc lòng chúng tôi phải trình bày. Thôi bây giờ trở lại, Đức Thầy không xem một chữ nào mà Thầy cho lại hai bài chứ không phải một bài này. Xin hứa cái bài thứ nhì đã đọc đáo hơn, nhưng mà chờ khi khác sẽ trao đổi nha. Bây giờ trao đổi cái bài thứ nhất của Thầy trả lời với ông Chính đó. Coi tại sao mà ông Chính lại thầy nè. Vậy thì câu thứ nhất cho thầy cho biết nè: thiên ký lạc hồng đắc ngũ niên. Để mà giải quyết cái vấn đề cường khấu tâm đăng kỹ thập niên của ông hỏi, thầy cho biết thiên ký là gì? Cái thiên là trời,
ký là phó pháp cho, lạc hồng là giống hồng lạc, là con rồng cháu tiên giống Việt Nam chúng ta. Đắc ngũ niên, chữ đắc là được, ngũ là con số 5, mà niên là 5, tức là 5 năm nữa tới đây sẽ giải quyết cái đó mà trước nước. Đọc bảo không? Có ai mà dám quy kỳ như vậy? Chỉ con Phật mới dám quy kỳ. Bây giờ trở lại, trời đã phó pháp cho cái giống lạc hồng, mà giống lạc hồng là ra sao thôi, giờ nói đại để đi. Về văn học sử thì quý vị đã rành rọt lắm rồi nè. Trở về cái tỉnh Ly An Giang này là biết bao nhiêu mà học giả, biết bao nhiêu anh em học ở trường đời. Đã là tới lớp 11, 12, rồi lên đại học, rồi lên trung học hết rồi. Thì cái văn học sử nước nhà có lạ gì quý vị đâu. Nhưng cho chúng tôi đại để nha. Về văn học sử thầy biết đó, giống hồng lạc, kim chi, ngọc diệp, nó quý như cành vàng, lá ngọc vậy. Nhưng mà nay đổi giờ nhiều sự sắp hẹp. Tại sao mà quý mà tại sao đổi giờ? Bây giờ cho chúng tôi trao đổi qua cái sự xưa. Vua Diêm Đế là cháu ba đời của vua Thành Nông, đi từng thú về phương Nam, tới cái núi Ngũ Lĩnh ở Vân Nam đó, ở vô Bà Tiên, nó đẻ ra một người con trai đặt tên là Lộc Tục, phải không quý vị? Rõ ràng là bị ở với tiên rồi đẻ ra là tiên mà cho gì á. Cái ông Lộc Tục này lớn lên á, ông vua Diêm Đế trở về bên Tàu, không cái đế nghi là con dòng trắng đã làm vua bên Tàu, không cho Lộc Tục làm vua phương Nam hiệu nước là Xích Quỷ. Nhưng mà ông Lộc Tục này lớn lên rồi đó, ông cưới con gái của ông Đình Quân là tiên nữa quý vị à. Rồi hai người nào ở với nhau sanh ra người con trai nữa, tiên ở với tiên sinh con trai là tiên cái gì, đặt tên là Sùng Lãm, hiệu là Lạc Lâm Quân. Khi lớn lên rồi đó, Lộc Tục có trao ngôi cho Sùng Lãm, Sùng Lãm mới cưới con gái của vua Đế Lai là bà Âu Cơ là tiên, thấy không quý vị? Cho nên tương truyền rằng bà Âu Cơ một tên có thai, trong cái thai bà có một cái bọc, sinh ra một cái bọc có nở ra 100 người, tức là có 100 trứng trong đó đỡ mà nở 100 người. Thế vậy thì một hôm đó ông Lạc Long Quân mới mời bà Âu Cơ tới nói như thế này nè: nó bà ơi, tôi với bà ở lâu với nhau không được, tại vì tôi cái cốt tuy là tiên nhưng mà cốt rồng, còn bà là tiên thiệt à, cho nên đồng tiên ở lâu với nhau không được, thôi tôi chia bà 50 người con, tôi 50 người là mạnh ai đặc nghiệp nấy à. Bà dắt lên núi, ông dắt xuống miền Duyên Hải ở ngoài Bắc Kỳ đó. Thưa đẹp quý vị, thôi giờ nói biết thì chúng ta biết rồi. Vậy thì đây là con rồng cháu tiên quý vị à. Ai mạnh bằng rồng, ai khôn bằng tiên. Nước Việt Nam chúng ta rồng tiên thiệt, cho không phải rồng tiên giả nha. Hồi xưa ông Chí Trinh Quý đó đi Chinh Đông đó nha, đi xuống thám địa huyệt là ăn bánh của bà Tử Thiên bằng bột nha, một rồng hai cọp chín trâu. Ông về trên Dương Thế dòng xúc ông cặp đất cho đi lên hai cây hai bên phải ai đỏ thôi, nó mạnh phi thường. Rồng đó là rồng bột còn mạnh vậy, hà tất rồng thiệt của mình quý vị. Non 19 triệu mà dám chống 456 triệu dân Tàu là giống rồng tiên của chúng ta, mạnh như rồng, khôn như tiên, cho nên làm sao mà ai hiếp đáp được, làm sao ai chà sát được. Vì thế mà Đức Thầy cho biết nè: nghìn năm bắt địch dài bùa mà còn đứng vị tấm đua quân thù, hồn chiến sĩ nghìn thu rạng cỏ, gương anh hùng trói đỏ như châu. Quý báo biết bao nhiêu gì ơi, được con cái mình để cho lạc mắt giống rồng tiên. Thôi giờ trở lại, thiên ký lạc hồng, lạc hồng là giống rồng tiên luôn quý vị à. Đắc ngũ niên là được 5 năm, mà thôi bây giờ tới 5 năm đi, 5 năm là năm nào là lúc đó ông Chính Diệm chưa lại cái câu này, lại câu khác. Bây giờ mình lại câu này, và thế giới năm châu lại câu này nè. 5 năm mình tính kỹ ra, thầy cho những cái bài này là ngày 23 tháng Giêng năm Canh Thìn, tức là năm 1940, 40 nè, 41 nè, 42 nè, 43, 44, đủ 5 năm, nhưng mà phải đòi hỏi 24 ngày nữa, tức là năm 1945 vào ngày vào đêm 25 rạng ngày 26 đó, Nhật Bảo chánh pháp chánh quyền Việt Nam về người Việt Nam cho đến ngày hôm nay. Thì rõ là ông Phật mới xác nhận không sai ngày nào hết đó quý vị. Thiên ký lạc hồng đắc ngũ niên, 5 năm nữa tới đây giải quyết đánh một chút nước mà đúng y không sai. Nói làm sao hết, thôi giờ tới nữa thì nãy giờ mới con câu, 8 câu mới con câu thì làm sao mà làm cho hết giờ đâu quý vị. Giờ tới câu thứ nhì mà Chính Diệm hỏi đó. Vậy thì tại sao mà làm ra đời dạy người ta mà không biết ông lộng đại đức tên gì mà không tiên tri hết trơn mà làm sao ta tu theo? Thì đây thầy trả lời dứt pháp giống rằng: Trung Sơn Hồi Giả Bí Danh Tiên. Trung Sơn Hồi Giả bốn chữ này đó, cái trung là giữa, cái sơn đó là bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương của Phật Thầy Tây An, mà ông Dương Thâm có dịch nghĩa đó. Chữ Bửu là hiệu Phật Dương, chữ Sơn Phật Thầy tính tưởng Phước Dư, chữ Kỳ là hiệu Bổn Sư, chữ Hương Phật Trùng, bốn chữ phải mang. Thầy cho ông Chính Diệm biết giữa thầy và ông Chính Diệm, thầy là Phật Thầy, chữ Sơn, chữ Trung là giữa thầy và ông Chính Diệm đó. Thầy cho ông Chính Diệm biết thầy là chữ Sơn. Trung Sơn Hồi Giả, cái hồi là trở lại, chữ giả là vậy. Chữ sau đó bí danh tiên, có tiên trong sách thầy nữa mà bí danh không nói ra. Rất rõ ràng là kể từ nay tiên Phật thánh thần lo dạ dỗ dương trần chẳng tiếc. Nhưng mà chỉ nói ông Phật thôi à, tôi tới nha quý vị.
Do cái đức thầy mà trả lời giống chính diện từ câu 1 đó nha. Chúng ta cứ một câu tôn chính một câu của thầy là hai tiếng đồng hồ. Thôi giờ tới nói đi. Tới cái tập trạng của ông đó, ông hỏi đức thầy có phải ông Hy Duy hay không? Hy Duy ngũ quý kim an tại, có phải ở đời ngũ quý kia có ông Trần Đoàn hiệu là Hy Duy kim sanh, có phải thầy hay không? Thì là đức thầy sợ ông chính diện rồi quên có họ ông Trần Đoàn đi, đức thầy mới viết lên là Trần Nhân Đại Thế Nam tồn tại. Đọc đau gì, thiệt là đọc đau, không chém chữ nào mà trả lời như vậy là làm sao mà chúng ta không lại. Đừng nói chứ ông chính diện lại, mà bây giờ chúng ta phải bằng lòng lại thầy đi. Tại sao ạ? Vì đức thầy cho biết ông đó họ Trần tên Đoàn hiệu là Hy Duy kim sanh ở cái đời ngũ quý kia. Một hôm đó ông ngồi tại cái núi Quỳnh Hoa, tại cái động Quỳnh Hoa, ông biết ông Triệu Quân Dẫn đi trên núi á, ông mới sai hai người học trò là Thanh Thông Minh Nguyệt á xuống mời Quân Dẫn lên để đánh cờ chơi với ông. Đánh cờ chi vậy? Để ông tìm cách ông độ Triệu Quân Dẫn mà. Ông Triệu Quân Dẫn mà nghe đánh cờ thì mừng, lúc đó chưa làm vua, lúc đó còn làm tướng mà lập lập gian đau lắm, dài đây mai đó có ba anh em là Sài Dinh, Trịnh Anh và ổng. Nhưng mà lúc này đó nó là thất lạc, anh em mà đi thơ thảnh ở trong rừng núi. Được mời lên rồi không mừng quá đi lên à. Nhưng mà bây giờ đi lên động Quỳnh Hoa ở đâu? Thanh Không Nguyên Nguyệt nó nè, thôi nhắm mắt lại đi rồi tôi đem ông lên trên. Nhắm mắt lại rồi hai ông này mà thổi hết tiền làm cho ông đi lên được. Lên tới động Quỳnh Hoa cái bài cờ đã đánh với ông Trần Đoàn. Đánh hồi trong Trần Đoàn nó không à, tôi không có đánh ăn chơi à. Ông có muốn đánh với tôi là đánh ăn thiệt, cái đánh ăn chơi tôi không có đánh. Thí ngày giờ lắm. Ông chịu ông dẫn nó à. Đánh ăn thiệt chứ không có đánh ăn chơi mà. Ông Trần Đoàn hỏi ăn thiệt ăn bằng gì? Ông chịu ông dẫn ăn thiệt ăn bằng tiền chăng gì? Trần Đoàn nó được à. Ông Trần Đoàn nó thôi tôi thua ông chung bằng tiền nha. Mà ông có thua tôi sợ ông chung núi nha. Ông chung núi rồi đừng có chung tiền. Thì ông Triệu Hướng Dẫn nó mừng quá, trong lưng không còn cái hình sắc nào hết trơn. Nó là có tiền đâu, là anh hùng dài đây mai đó mà đâu. Ông này chắc ông tăng cục nha. Mình có núi đâu mà bắt chung núi. Đánh thì ông nhắc lại là hồi nãy đó ông hứa thua tôi chung núi, thì chung cái núi này nè nha, cái núi Quỳnh Hoa này nè. Nhưng mà ông lại cái tảng đá kia kìa, ông lấy ngón tay công ông viết vô trong đá, có phải giấy mực kia chân. Ông có viết ở trong đá, ông viết Triệu Khuôn Dẫn giao núi Quỳnh Hoa cho Trần Đoàn, rồi dưới ông ký tên cho được, rồi viết bằng ngón tay cho được rồi. Ông Triệu Khuôn Dẫn tràn ơi, nó ông này ông không tắn, làm gì mãi làm không được. Ông lại ông viết ở trong đá, ông viết y vậy đó rồi, cái ông ký tên, cái nổi lên chữ nào bằng chữ đấy bằng cường tay gì. Nhưng mà chữ Hán đó, nổi lên nét nào đấy bằng cường tay. Rõ ràng là trên mạng đó dương mà không hay, nhờ vậy đó. Mà ông Trần Đoàn có cái cuộc giao tiếp với ông Triệu Khuôn Dẫn nói chuyện rất cảm thông. Cho nên là sau khi ông Trần Đoàn mới gửi thơ đề nghị cho ông Triệu Khuôn Dẫn đừng có ham mê tử sắc, đừng ham đánh cờ, mới dựng nên cơ nghiệp nhà hớn. Ở đây ông chính diện hỏi thầy, ông Trần Đoàn là ông tiên dựng nên